Chúng ta lúc nào cũng vui vẻ đón mùa xuân trong sát pháo và múa lân. Ngày hôm nay đặc biệt, nha khoa chúng ta sẽ tổ chức cái buổi đón xuân đầu tiên của dàn trống của đoàn trống Thiên Ân. Thưa quý vị, đoàn trống Thiên Ân là một đoàn được thành lập bởi hầu hết anh em trong giới học sinh và sinh viên trẻ ngày đêm nay. Kính xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón dàn trống Thiên Ân. Nghe những tiếng trống rộn ràng này, chúng ta thấy mùa xuân quả nhiên đã đang về trong tất cả chúng ta, trong lòng chúng ta, dù bất kỳ